tất cả các anh em tham gia chương trình này góp từ dự án GF One Free Fantasy. Khi tham gia dự án các bạn nhận được một token ETH One nha tất cả các bạn, 0.1 giá hiện tại như này là dự án của chương trình ấy. Để tham gia dự án bạn click mô tả thì bấm nút start chat chatbot nè, bạn chờ nó load trang web chứ mà. Rồi wow, rồi các bạn bấm vào một inside venture balance, rồi các bạn bấm vào một claim airdrop nha các bạn. Rồi các bạn join một hai kênh, một kênh group và một kênh seller nữa nha các bạn. Rồi các bạn join vào các bạn. Đây dự án này có trên cộng đồng của rồi theo quơ thì cần follow theo quơ nha các bạn. Các bạn cố gắng làm một cái kèo này nhanh luôn các bạn. Rồi các bạn chờ nó lót chút xíu, con này chắc cũng khoảng 300-400 đô gì một token hay gì, bởi vì nó cho mình có 0.1. Rồi các bạn follow theo quơ nha các bạn. Con này tổng cung nó mát là có 20.000 token nha các bạn, rất là ngon luôn. Rồi các bạn đi tiếp làm có dự án nữa nè. Rồi các bạn đi tiếp nè, like nè một cái nha các bạn test nó làm cầm lượng, các bạn like cho nó 2-3 bài đi nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lại, rồi các bạn bắt up lại nha. Rồi các bạn bấm vào một submit đi tên, rồi các bạn mở đi địa chỉ gì C20 dùng với chút wallet. Rồi các bạn mở với chút wallet ra, chút wallet MetaMask in token Miser wallet gì đều được, nhưng mà không được dùng với exchange nha các bạn. Rồi không được dùng với sàn luôn, các bạn mở ra nè. Đây. Rồi bạn bắt vào nha các bạn, rồi bạn gửi cho bot, rồi chờ bot cập nhật. Rồi các bạn điền địa chỉ username theo của mình vào nè. Con này sẽ phân phối vào ngày 30 follow, mình cũng chúc mình dịch ra mới biết qua quên tiếng Anh giúp chết mẹ luôn mà. Rồi các bạn gửi cái bot nha các bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ username Telegram của mình nha các bạn, cộng anh 1133. Thank you you support. Rồi các bạn phanh tra lên mình có join con này chưa quá. Rồi có bao rồi bạn bấm vào một invite send nè, để lấy link ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân. Mỗi một lượt ghép các bạn nhận được không. Rồi các bạn bấm vào balance để nhận thêm tốc cần các bạn. Đây đã kết thúc, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé. Chào tạm biệt tất cả các bạn nhé.